Chào mừng anh chị đã quay lại với kênh YouTube Thế Giới Nhà Đất nhé. Hôm nay em gửi đến quý anh chị một cái lô đất ở khu tái định cư Lộc An Bình Sơn. Đường đây là đường hiện hữu trước lô đất nha anh chị. Dân rất là đông rồi. Có diện tích là 5 x 16 nha anh chị ha. Từ cái vị trí đây đi qua đây là 5, đi sâu vào trong kia là 16 mét. Tổng diện tích của lô đất này là 80 mét vuông. Ở đây thì vỉa hè 3 mét anh chị ha. Đây, vỉa hè sạch sẽ. Đó, khu dân khá đông rồi anh chị. Giá 1 tỷ tư thương lượng chính chủ nha anh chị. Giá này vô cùng rẻ luôn. Cực kỳ rẻ. Vỉa hè hành lang điện âm nước máy, cây xanh, điện rất là đẹp. Dân cư hiện hữu anh chị ha. Dạ, khu tái định cư Lộc An Bình Sơn, khu sân bay Long Thành thuộc xã Bình Sơn và xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai nha quý anh chị. Đây, dân khá đông. Vị trí lô đất nó nằm ở đây. Đó. Từ cái cột này qua đây 5 mét sâu vào trong 16 mét. Tổng diện tích là 80 mét vuông nha anh chị. Rất đẹp luôn. Đấy, cư dân đông đúc. Bây giờ anh chị mua về ở luôn được nha anh chị ha. Đường xa có hết rồi, vì hè để nắm nước máy nó có là đủ hết rồi. Nói chung là khu vực này thì khá là tiềm năng về phát triển, về tương lai, về lâu về dài. Đấy. Ok, anh chị nào quan tâm thì cứ gọi cho em qua số điện thoại trên màn hình anh chị. Em sẽ quay lại cái vị trí lô đất một xíu nữa anh chị. Đó, vị trí lô đất từ cái sát cái cột điện này đi sang đây 5 mét, sâu vào đồng kia 16 mét. Giá 1 tỷ tư thương lượng chính chủ anh chị. Rồi vậy nha anh chị nào quan tâm thì cứ gọi cho em qua số điện thoại trên màn hình nhé.